Cuộc nói chuyện cuối cùng của công nương Diana với người khiến bà một lần nữa tin vào tình yêu, lời nói cay nghiệt như điểm báo trước bi kịch. Không những có cuộc hôn nhân được cho là tấn bình kịch đầy nước mắt với hoàng tử Trác trong suốt nhiều năm, chuyện tình cảm của công nương Diana sau khi bước ra khỏi hoàng tộc cũng không mấy may mắn cho bà mẹ nổi tiếng xinh đẹp, nhưng đoạn mệnh này. Chuyện tình cảm của công nương Diana và hoàng tử Jack cùng cuộc hôn nhân nhiều góc khuất của họ luôn giành được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ, dù bà đã qua đời nhiều năm về trước. Năm 1996, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, nhưng tin đồn rán nứt thì đã xuất hiện liên tục trong nhiều năm. Sau khi nói lời chia tay với Hoàng Sa Anh, được biết vị công nương đã theo đuổi một vị bác sĩ phẫu thuật tim, người Pakistan tên là Hasnat Khan, sống ở London. Những người bạn thân thiết của cô tiết lộ, Ba mẹ hai con đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc thực sự sau 15 năm dài đằng đẵng bị trôn chân trong cuộc hôn nhân nhiều nước mắt. Dấu nhẹm báo chí, họ có khoảng 2 năm gắn bó hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày những rắc rối cũng tới gõ cửa khiến bà phải chọn cách kết thúc chuyện tình đẹp cùng vị bác sĩ. Cụ thể, gốc rễ của sự chia ly này đến từ việc trong khi công nương xứ Wales yêu thích việc đồng hành cùng một người không nổi tiếng thì ngược lại, Ông Khan vô cùng rẻ rặt vì lo sợ cuộc sống riêng tư của mình bị mổ xẻ trên mặt báo quá nhiều. Trên báo Vanity Fair năm 2013, tác giả Sarah Ellison cho biết, đầu năm 1997, khi công nương Diana đề nghị với ông Khan về chuyện hai người nên dừng lại, ông này đã có những lời không hay với bà. Lúc này, hai người to tiếng cãi vã về chuyện vì công nương có quà lại với một ai đó trong nhóm bản thân thiết. Sau khi bà nhiều lần cố ý không bắt máy, dù ông Khan cố liên lạc, nhưng bà mẹ trẻ nhất quyết không thừa nhận chuyện đó. Và chính trong lúc nóng giận ông cũng không biết rằng lời nói đầu môi của mình lại trùng hợp chính là kịch bản cho số phận đáng thương của người bạn gái xinh đẹp nhưng không may mắn trong tình yêu. Ông Khan thú thật về cuộc nói chuyện cuối cùng hôm đó như sau. Chúng tôi gặp nhau tại công viên Battersea rồi hẹn gặp lại ngay ngày hôm sau tại cung điện Kensington. Đó là lần cuối và cũng chính là lần Diana bảo rằng giữa chúng tôi không còn gì. Tôi nhớ mình đã hét lên với cô ấy rằng Em chết rồi. Ý tôi nói thế nghĩa là tôi không còn chút tin tưởng nào đối với cô ấy. Tôi thừa biết cô ấy có quan hệ với ai đó trong nhóm bạn liên quan đến Mohamed Al-Fayed. Lúc đó ai liên quan đến ông ta, tôi cũng đầu cảm thấy ghen tức. Không ai ngờ rằng câu nói em chết rồi thốt ra từ miệng vị bác sĩ trong lúc tức giận là như điểm báo trước cho vụ tai nạn xe hơi thảm khốc đã mãi mãi cướp đi người con gái xinh đẹp, tài năng nhưng đoạn mệnh vài tháng sau đó. Ông Khan nhất mực cho rằng Tin đồn người yêu qua lại với con trai tỷ phú Mohamed Al-Fayed sau lưng mình là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy vậy sau này cũng có nhiều người tin tưởng việc công nương đài Na có người thứ ba chỉ nhằm mục đích làm bạn trai cũ ghen tức. Vì lý do sở bao giới đến làm phiền mà vị bác sĩ này không hề có ý định cưới Diana dù bà năm lần bảy lượt mong muốn được gắn kết cuộc đời với ông. Điều đó đã làm bà mẹ trẻ vô cùng buồn bã và suy sụp trong một thời gian dài. Cô gái trẻ lúc đó vì yêu say đắm mà còn hỏi ý kiến bạn bè và gia đình người yêu về chuyện kết hôn không lâu trước khi tin đồn cặp kè với người thứ ba nổ ra và sau đó là tai nạn thảm khốc cùng người nhân tình. Cùng người nhân tình trên xe ô tô cướp đi mạng sống của cả hai. Sau tất cả, công đường xứ Wade chỉ muốn chứng minh với Hanas Khan rằng người mới của cô không sống ông vì họ không ngại cùng cô đối mặt với những sóng gió thị phi ngoài kia.